Quý vị coi con người á, nó khổ đau nhất là mình bị dễ bị kích động. Bây giờ người ta chửi mình cái mình khổ là bản thân mình khổ. Đây là bản thân mình khổ mà. Còn bây giờ người ta chửi mình là người ta đã khổ rồi, mà bản thân mình thì không ảnh hưởng gì, thì người ta mới thấy người ta sợ. Người này nó kinh khủng quá. Người ta chửi mình là vì người ta muốn mình tốt. Ví dụ như mình làm điều đó sai, người ta chửi mình là vì người ta muốn mình tốt. Còn cái người mà họ không thương mình, họ sẽ không bao giờ chửi mình, vì họ để cho mình lúc. Họ để cho mình lúc mình nghĩ vậy thì mình sẽ mang tâm cảm ơn. Đó, còn nếu như bây giờ mà mình bị nói một cái, mình đưa cái mặt mình ra, cái mặt tao gì mà nói, cái mặt tao gì mà nó nói cái mặt tao được, cái mặt tao làm được bao nhiêu chuyện trong cuộc đời gì mà nó nói cái mặt tao, tức không? Thì bản thân mình bị kích động. Mình bị kích động là do bản thân mình tiếp nhận cái lời chửi đó để vào tâm mình kích động mình. Mình khổ. Ăn không ngon ngủ không yên, mình tức vì cái mặt của mình bị chửi. Cái mặt tao như vậy mà nó dám chửi cái mặt tao, quý vị coi. Nó gan, thiệt là gan. Mặt tao mà không ai dám nói tới mình, nó đứa bình thường dám nói tới. Đúng không? Rồi cái mặt mỗi ngày được thương, thiệt là thương, được nựng, được nâng niu, thương yêu. Khi nó chửi vô cái mặt nó thương, rồi xong nó tao mới thương tao vậy sao bây giờ mày chửi tao, cũng tức nữa. Thì nó thương mình được, nó chửi mình được, có quyền chứ. Lúc người ta cần thương thì người ta thương, còn lúc người ta cần chửi thì người ta chửi. Vì hỏi tại sao? Không có cái gì tại sao. Lúc thương là tại lúc đó vui thì thương, còn lúc chửi là lúc bực bội thì chửi, chứ không nói thương cái gì. Cái cảm giác của người ta là nói như vậy quý vị. Cái cuộc sống đời đạo gì nó theo cái cảm giác. Giờ cảm giác mình đang lúc nào cũng vui thì nó vui, còn cảm giác mình lúc nào mình cũng buồn hết chứ thì nó buồn chứ sao bây giờ. Nó, nên con người nó bị một cái cảm xúc của mình nó điều khiển. Cái cảm xúc nó điều khiển mình. Có những lúc mình vui, mình háo hức lắm. Có những lúc mình buồn, mình tức tối. Cảm xúc của người mình, nó điều khiển mình. Còn trong nhà Phật nói rằng là sự an lạc, sự vui buồn. Còn con người đa phần là bị cảm xúc. Nội tâm, nó sanh ra tướng. Thấy không? Nên mình học Phật, cái câu Nhữ Đức nói thô nhất là gì? Mình học ra mặt chai mài đá. Không? Mặt chai mày đá sạm nắng chai hết trơn rồi. Bây giờ nó đâu có còn ảnh hưởng cái gì nhiều. Nó nên từ nơi đó con người mình ít bị ảnh hưởng. Da mặt mình quá mỏng, nó cần nó đụng nhẹ thôi là rớm máu. Sống trong cuộc đời này mà da mặt mỏng quá, con người mình sống có nổi trong cõi đời này? Vì cõi đời này nó bắn tứ tung lan tan, mặt mình không chai bắn đâu là dính đó. Còn mặt mình chai quá nó bắn vô văng ra thì không dám bắn nữa quý vị. Nào. Nên quý vị biết á, riêng bản thân những đức học Phật, cái người mà dám lỡ mà hăm dọa với những đức cũng không dám. Phải tìm người khác đi để bụp Nhân Đức cho họ không dám, không dám nhào vô tầm bậy, sợ Nhân Đức quýnh. Tại Nhân Đức hung dữ quá quý vị, thêm mặt chai mày đá, hung dữ, hung sùng bạo ngược, đụng này nó chửi tầm bậy chết mồ, mắc cỡ với người ta đâu biết gì nhiều, nó chửi chết mồ mình, sợ quá trời sợ không dám nhào vô. Thấy không? Vì mặt Nhân Đức nó chai từ khi còn nhỏ, lì từ khi còn nhỏ. Ngày xưa mà những đứa ngoài đời mà những đứa chọc con nhỏ nào thì những đứa lì hơn tất cả những thằng khác bình thường. Bằng đêm hôm những đứa bò lại chó sủa cũng không sợ. Không? Gan lì mà thường ngộ lắm, lì là thành công, lì là thành công.
xấu xí, lùn, cái gì cũng thua người ta. Nhưng hồi xưa giờ chọc đứa nào là dính đứa nấy. Mày đợi á, lì, gan, lì mà còn gan, liều mạng nữa, bị ba điểm này mà kết hợp lên sao thua người khác được. Mà thêm biết nói chuyện nữa, vậy là được rồi, hiểu không? Nên khi học Phật rồi cũng lì, thấy chưa? Khi vô chùa nghe ông thầy ông nói một câu, tu mấy chục năm mà đi vòng vòng, đứng giữa ngã tư, niệm Phật có 5-6 năm mà có một cái pháp hội còn hơn tu các pháp khác mấy chục năm. Nghe một câu một thôi đặt vào tâm liền. Mình thì không có khôn, không có khôn nên mình không muốn đi tìm hiểu chi cho nó nhiều, mệt lắm. Mình nghe câu vậy thôi mình nói được rồi, vậy đi vòng vòng cho nó cực chứ. Niệm Phật phức cho rồi. Tết năm nay nữa gần 16 năm niệm Phật không, càng niệm Phật thì bây giờ càng không muốn biết văn tự luôn. Hồi đó còn lâu lâu dạch sách ra đọc, bây giờ đâu có thời gian gì đâu đọc sách, nghỉ đọc luôn, khỏe re, khỏe còn hơn cái gì nữa. Càng học càng vui. Rồi thêm nữa quý vị, lại nghĩ ra nhiều cái hay ghê. Bản thân mình nói một năm trời vậy, thầy giảng pháp nhiều, cần cổ cũng ảnh hưởng, ưa ho, nói tốt. Vì sao? Vì nhờ bệnh ho lai rai mà sau này đủ năng lực để chống đối với ho mạng đấy. Quen quý vị, quen. Con người người ta thường khỏe thì người ta bị trở ngại, vì người ta khỏe hoài người ta đủ không đủ năng lực để chống đối với bệnh. Giống như quý vị bây giờ, những đức hỏi quý vị mà bị đánh mỗi ngày thế coi, quý vị là đứa chịu đòn dữ nhất hơn bao nhiêu lần cái đứa không bị đánh. Quý vị mà bị chữ đi nhiều lần đi rồi quý vị sẽ là một người chai mặt hơn cái người không bị chữ. Cuộc đời những đức được rèn luyện hết trơn quý vị. Đi học nghề nấu ăn bị chữ 3 năm, 3 năm bị chữ, kinh khủng lắm. Mặt dai mày đá, ăn thua gì nữa. Rồi xong á, 2 năm bà sư phụ bà thương lại, 3 năm bà chữ, bà rèn, 2 năm bà thương, là bà dẫn vô chợ, bà bắt lựa đồ phụ nữ. Khi bà thương bà bắt được lựa đồ phụ nữ, quần nhỏ, áo lớn, áo nhỏ gì, lựa hết. Sau này khi mà bà không đi thì bà bắt tự đi một mình vô mua luôn, giết nó quen mặt rồi. Vô cái là nói bữa nay có xe đó đem ra đây. Lựa kịch liệt luôn, giết quá quen quý vị, quá chạng rồi. Rèn thêm 2 năm nữa là 5 năm rồi xong rồi bà si cầu que. 5 năm bà rèn những đức xong thì bà bị tai biến. Bà lui về những đức đứng vị trí chính là những đức lên luôn thêm 6 năm nữa. Đúng không? 5 năm bà bu mình ra thì lúc đó bản thân mình được rèn luyện hết trơn rồi quý vị. Nó thì con ta được rèn luyện trong cái khó khăn khổ cực. Trên thành phố cũng đâu có hưởng thụ như người khác, có tiền ăn chơi nhưng riêng bản thân thì sống kham khổ, không có nghĩ gì cái chuyện ăn ngủ gì của bản thân. Tối về cứ leo lên cái xe cơm, bữa nào khỏe thì lao, bữa nào xỉn thì khỏi cần lao, dầu mỡ lết luôn, ngủ luôn. Ban đầu thì mũi cắn, từ từ mũi sợ không dám cắn. Vì sao? Vì mấy con mũi cắn xong nó xỉu. Tại máu của mình uống rượu nhiều quá, chích vô xỉn, khỏi cần giết, xỉn xong rồi mình lăn ngang đè chết queo. Mấy con mũi cắn thôi, cái thằng này mày đừng có chích nó, mày tụi bay mày chích nó là xỉu, chết mồ hết. Xong nó lăn qua chết sạch nhách hết. Nên thôi tránh tụi nó thằng này ra, giết mũi không dám chích. Ban đầu kiến cắn thì còn gãi, từ từ kiến cắn không gãi luôn. Vì sao? Không còn cảm giác, vì ngủ mê quá, không cắn nhiều cắn. Ban đầu thì dán bò lên còn nghe mùi dán, từ từ dán bò lên thì ngủ với dán luôn, không còn cảm giác nữa. Vì con người ta được rèn luyện như vậy. Khi vô chùa đã quyết định tu rồi thì ở trên kia 5 năm cũng đâu có đơn giản.
sống với số lượng đông người vậy mà ông thầy chủ trì đi suốt. Sự sinh tồn đó là mỗi một con người tự đứng lên, tại vì đâu có người làm chủ cao độ. Tại vì sao? Ông chủ trì đi giảng pháp suốt, để ở nhà ai cũng chung chung với nhau, thì tên nào mạnh nhất thì tên đó đứng lên thôi. Sự sinh tồn mà sống quý vị, tuy trong chùa nhưng mà được sự sinh tồn, nên cũng bị hà hiếp, nó ăn thua gì. Tao ngoài đời ăn hiếp tao gì, tao còn sống chứ vô đây. Nghe không? Mặt chai mày đá quý vị, nó thành công. Chữ không ăn thua gì chứ, không ăn thua chứ. Ly nhắm mục tiêu, từ nơi đó mới có ngày thành công. Nên quý vị coi bây giờ mình dễ bị kích động quá, tại vì mình trong niệm ấm chăn im, không ai nói tới mình, ta tàu nói lời hoa mỹ không, người ta đều nói anh thương em thương anh, ngọt dịu. Người ta chỉ cần một ngày nào người ta phản động ngược cái thôi là bản thân mình đã chịu không nổi rồi. Nên tu hành là cái gì? Là chúng ta đang chờ đợi cái ngày bị chữ. Trong cuộc đời này ai thương mình hoài quý vị? Vị thấy không? Không có ai mà không có sự trở ngại chứ nha. Một là trước, hai là sau. Nhưng thà tôi chọn trước, tại vì tôi còn đủ năng lực, sức lực để tôi chịu đựng được những lời bị chửi, bị mắng. Còn sau này khi tôi già, tâm trí đã yếu lại rồi, thì nhờ cái phước tuổi trẻ gầy dựng, thì tuổi già mình mới cảm thấy có chỗ nương tựa bình an. Đúng không? Đó. Nên á, những đức thấy rằng người tu hành bệnh đau lai rai, điều đó là tốt, vì chúng ta sẽ sống với cái bệnh bình thường. Các vị thấy không? Riêng bản thân những đức về cảm xúc tương đối duy trì tốt, bệnh đau đồ này kia những vẫn lên giảng pháp bình thường, và cái cảm xúc và tư tưởng nó duy trì được, không có bị ảnh hưởng lúc này lúc khác nhiều quá. Tuy là chúng trong chùa đông vậy nhưng mà họ không có đẩy những đức tới lui nhiều quá. Chứ đúng ra nếu những đức mà yếu là bị cái hội chúng trong chùa này họ đưa đẩy mình ghê lắm, lúc này lúc khác, vì cảm xúc mình đặt vào con người nên con người đưa sao mình đi theo vậy. Nên bản thân mình tu hành mình phải duy trì được bản thân mình, duy trì được cái cảm xúc của chính mình á. Còn người ta dễ tác động mình, nhưng mà mình có theo hay không là do bản thân mình phải nhìn nhận cái việc đó, phải nhìn nhận kia, thấy không? Nó những điều như Đức chia sẻ với quý vị hãy nhận thức sâu sắc. Những điều này mình nếu quý vị mà áp dụng được trong cuộc đời này, quý vị không còn sợ nữa. Làm gì phải sợ, trong cuộc đời không còn gì phải sợ. Những Đức đặt lên một cái kế hoạch cho cuộc đời những Đức nói rằng từ khi mày đi tu tới giờ cái chuyện này mày đã làm mười mấy năm rồi. Ngày mai mày chết thì bản thân của mày sẽ như thế nào? Những Đức nói khỏe. Nếu những Đức sống thì mấy chục năm nữa, việc này những Đức làm mấy chục năm nữa. Nếu ngày mai những Đức chết thì công việc này những Đức hoàn toàn đã xong. Khỏe quá, đúng không? Chúng ta là người niệm Phật giảng sanh, gia đình, vợ, con, chồng, việc này, việc nọ. Chúng ta còn sống thì chúng ta phải có trách nhiệm với gia đình này, phải sống cho thật là đàng hoàng. Nhưng riêng mình phải duy trì được bản thân mình sống tốt đẹp, an lạc. Cái này là cái quan trọng nhất. Nhưng nếu ngày mai chúng ta chết, ta đã chết rồi thì thôi. Chúng ta có quan trọng chi cái việc con, chồng ở lại là như thế nào, hoặc vợ, con mình ở lại như thế nào. Chuyện này là chuyện của người ở lại, chuyện ta là người đã ra đi, chúng ta cần bận tâm điều đó nữa. Ví dụ như hôm nay chúng ta bị ung thư, chúng ta bị ung thư thì chúng ta phải sống với ung thư. Chúng ta hãy lấy bạn ung thư làm người bạn sống cùng với ta đi. Nếu chúng ta không chấp nhận nó thì nó cũng đã đến với mình rồi. Nó đã đến với mình rồi mà mình không chấp nhận nó thì bản thân mình rất là đau khổ. Nên chúng ta hãy chấp nhận thằng bạn ung thư, cũng như cuộc đời mình, số mệnh mình đã lấy một thằng chồng xấu xí. Mình hãy cảm nhận rằng thằng chồng xấu xí vẫn là chồng của mình, vẫn là có chồng, còn hơn là không có. Còn hơn là không có. Dù xấu xí cỡ nào cũng có, còn hơn là không có chồng. Mình hãy cảm nhận như vậy thì quý vị sẽ chấp nhận. Khi chấp nhận rồi mình mới thấy thằng chồng tội nghiệp. Có khi mình thấy nó làm gì cực khổ, tại nó xấu xí nên nó xiên. Nó làm về cực khổ, nó nằm ngủ, nước miếng giải chảy tùm lum, nằm lăn lóc. Ban đầu mình không thương nó, mình không có bao giờ quan tâm lo lắng gì. Nhưng mà vì nó xấu, nó quá thương mình. Giết rồi mình ngồi mình suy nghĩ, mình thấy tội nghiệp. Dù cỡ nào cũng chồng.
thấy gì đâu mà làm việc cực khổ lo cho mình từng chút. Nhưng mà có khi mình chưa bao giờ dành một nụ hôn nào cho anh, tại vì mình không có thương, chưa bao giờ có một nụ hôn thật lòng từ tâm mà dành cho anh. Mà mình cứ là đi nhìn những cái người mà không phải là chồng mình cảm thấy ước ao. Quý vị sống gì, sống giả lắm. Bản thân quý vị sẽ có cái mà trước mặt đã có mà không biết nhìn, mà đi nhìn cái mà bản thân mình không có. Hãy nhận thức đi, đúng không? Nghe công đoạn này cái tự nhiên mình thấy mình thương thằng chồng xấu, thấy nó nằm ngủ bù lăn bù lóc mà mình không quan tâm nó, rồi nước miếng nước dãi chạy tùm lum, kiểu nó làm cực khổ, kiểu xấu xí mà không ai ngó ngàng, như từ nhỏ tới lớn đâu có biết gì, nói lời hoa mỹ gì đâu. Tự nhiên mình thấy, mình nhìn lại mình thấy tội nghiệp, rồi từ đó về sau mình bù đắp cái tình cảm, tự nhiên mình vẫn chấp nhận và có được cái hạnh phúc xác thực từ ngay chỗ bản thân mình tiếp nhận. Vì thấy Phật pháp như Đức chia sẻ nó rất là xác thực. Nếu quý vị học Phật mà đem về áp dụng tại gia đình quý vị, mọi hoàn cảnh mà như vậy thì quý vị biết Phật pháp nó hưng thịnh cỡ nào. Người ta ai mà không tiếp nhận Phật pháp? Phật pháp là nó giải thoát cho mỗi vai trò, chứ nó không phải là nó tiến đến một cái vai trò nào để giải thoát, mà vai trò đó không giải thoát. Tại vì Phật pháp nó đa dạng như một ánh sáng, không có ai mà đứng trong ánh sáng mà không hưởng được ánh sáng. Đứng ngay cái ngọn gió, ai cũng hưởng được ngọn gió. Gió không bao giờ nói rằng tao chỉ thổi cho những đứa tao thương, còn đứa nào tao ghét tao thổi nhưng mày không được mát. Không có. Gió là bình đẳng. Đã là có gió thì chúng ta ai cũng được hưởng cái mát mẻ. Đã là có nắng thì chúng ta đã đứng thì mặt trời luôn luôn soi gọi chúng ta. Đã là có mặt trăng chúng ta đứng thì thiện ác gì mặt trăng vẫn luôn luôn soi gọi, chứ không có nói trừ cái người ác ra. Như vậy thì trong cái cuộc đời này, thiện và ác nó là chỗ để mà rèn hai bên với nhau. Nó rèn hai bên với nhau quý vị, đúng không? Bây giờ chúng ta đòi hỏi thiện không vậy, vì chúng ta phải về cực lạc nó mới thiện không. Còn ở cõi này là nghiệp duyên chiêu cảm thì có thiện và ác. Chính chúng ta nhìn bàn tay chúng ta thấy rõ ràng, đâu có bằng hết đâu. Chúng ta nhìn con người cũng có người mập, người ốp, người cao, người lùn, người lẹ, người hô và người súng rắn. Nó đa dạng con người vậy đó, là do nghiệp duyên chiêu cảm. Nghiệp duyên nó chiêu cảm. Đó nên học Phật mình hiểu cái định luật nhân quả sâu sắc. Vậy thì trong cuộc đời nếu bị sống, thật sự mà nói chúng ta còn thở ngày hôm nay và còn sống ngày hôm nay, thì chúng ta nên sống thật là đặc biệt của ngày hôm nay. Vậy thì cái cuộc đời quý vị học Phật nó tự tại cỡ nào. Thật sự mà nói cuộc đời của người chỉ có 3 buổi cơm, do chúng ta chi cầu thêm quá nhiều những buổi cơm tích trữ. Nên bản thân mình cứ lo mãi theo cuộc đời này mà không có giờ dắt đi nghỉ ngơi. Quý vị biết những đức làm bao nhiêu chuyện, quá trời làm luôn, mà tại sao những đức muốn ngồi chơi là ngồi chơi? Công việc quá trời, muốn ngồi là ngồi, muốn ngồi chơi một buổi cũng được nữa, không có một chuyện gì để làm đi. Còn muốn làm hoài luôn cũng được nè. Muốn nghỉ thì nghỉ, không nói gì chứ nha. Cái này là nói 100% luôn. Quý vị biết có những lúc những đức á, ngồi chơi nói chuyện với mấy anh em nghiêu ngao chơi vậy đó, được không? Không có chuyện gì chứ. Những đức mà ngồi với Phật tử, đố mà có một người nào đến báo một công chuyện gì luôn. Còn người ta một câu chuyện gì thôi là người ta đã ngồi một chút, hết điện này, điện nọ, điện kia, điện thoại, tức tung lăng tan, đúng không? Nhưng đức mà ngồi với Phật tử thứ coi, ngồi một buổi cũng không ai mà lại kêu công chuyện gì nữa. Còn tới chừng nào những đức đi làm, đó là chuyện những đức phải cần đi làm. Bây giờ những đức hỏi quý vị, nếu như bản thân những đức mà nặng nề trong công việc thì làm cái gì có cái chuyện giảng pháp quý vị nghe mà vui. Những đức đều giảng công việc không, chứ những đức đâu có giảng giải thoát cho quý vị nghe. Mà Phật pháp á, mà nó không có cái gốc giải thoát á, sao mà quý vị nghe được? Vì nghe là quý vị nặng thêm không à. Ơi. Nên từ nơi đó nó phải có cái gốc giải thoát thì bản thân nó mới có sự an lạc, đúng không? Mang cái thân này ai mà không bệnh? Bệnh là đang nhắc mình mỗi ngày. Làm sao tránh được bệnh? Bệnh là nhắc mình. Nhưng mà
cái cảm giác của bản thân mình phải nhận thức nó. Nếu mà bệnh một cái mình buồn, vậy mà mình bị thằng bệnh nó quật mình đi. Mình đừng có để thằng bệnh nó quật mình, mà bản thân mình luôn luôn duy trì được cái tâm mình. Nhưng Đức thấy rõ ràng quý vị ơi, trong cuộc đời mình làm bao nhiêu chuyện, nhưng cái mà bản thân của chúng ta quan trọng nhất là mình. Dù có làm bao nhiêu chuyện, quan trọng nhất vẫn là mình. Nhưng Đức có khi ngồi suy nghĩ, trong cái khoảng thời gian ở trong chùa, thời gian lâu, nhưng Đức có hai lần mà giống như nghẹt thở gần chết. Nhưng Đức cũng kể với vị nghe mấy lần. Một lần là những Đức bị viêm cổ, người ta đưa cái bột gì đen thui thù lùi á, trên ti như gì đó, nó mặn mặn, thấy như vậy múc muỗng bỏ vô con họng, mặn quá, sặc sặc cái bột nó bám vô cổ họng mình, lên cùng lỗ mũi, nó nghẹt mũi, nó nghẹt thở không có được, nó kêu ọt hoài, thở không có được. Lúc đó những Đức định trong phòng bước ra nhờ mấy chú giúp. Những Đức nói Hồng, cái vàng trong chùa mình không tin ai, không tin ai. Vì một là họ quá quý mình, mà họ lại là con người không bình tĩnh. Không ai bình tĩnh bằng mình hết, không nhờ ai hết. Đóng cửa phòng, bấm cửa cái bụp, kéo màn lại, leo lên ghế ngồi. Mày chết thì mày đi nhẹ nhàng. Họ tưởng đâu mày ngủ thì cái thời gian đó mày thoải mái, mày niệm Phật để mày đi về cực lạc. Có gì đâu, 100% luôn. Lần thứ hai là một lần cái ngực cổ cũng rất, những Đức thì ngực cổ nó ưa đau. Có lần gấp rau chấm vào nước mắm, thì thường là những Đức không có cắn ớt mà ưa dặm ớt, trái ớt gì dặm cái để có mùi ớt vậy đó. Nhưng mà còn nguyên trái, cái gấp dính trái ớt vô, bỏ vô miệng nhai rau nên nhai luôn trái ớt, sạc sạc một phát thở không nổi. Cuối cùng kéo màn lại, đóng cửa lại, leo lên ghế ngồi nữa, tại vì mình nghĩ mình chết coi cũng quay phong lẫm liệt một chút, cũng tính trước quý vị, gần chết mà tính. Tính là mình đeo ghế mình nằm, ghế bố rồi mình nằm rồi cho nó quay phong lẫm liệt chết. Chứ ngu gì mình chết mình đầu này chân đầu kia nghiêng ngả. Lỡ mình có nằm đó mình chết nó cũng ngon hơn, coi nhìn phong độ quý vị. Đúng không? Chết mà còn tính vậy đó. Lên cái nằm niệm Phật không có được, tại vì thở không có được. Thì lúc đó trong tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn, sạch một phát trở lại bình thường. Thấy trong hai lần bản thân mình ngồi suy nghĩ lại, dù là một ngày mình làm bao nhiêu chuyện, lo cho bao nhiêu con người, nhưng mình không dám tin ai là người giúp mình trong cái lúc cuối đời. Không dám tin ai. Đó là lời tặng đáy lòng khuyên quý vị đó. Tự quý vị nhận thức đi, chứ đừng có nói rằng là cái người ở gia đình quý vị chưa chắc, người ở trong chùa tu đây những Đức còn không tin họ, vì mà họ quá quý những Đức, họ quá thương những Đức. Còn các cô trong chùa mình, những Đức mà có cái gì thì những Đức chỉ có trốn thôi. Vì sao? Vì họ quá quý mình. Họ sẽ kêu gào, họ la lối lên, họ móc họng mình chết. Nó tìm chanh, tìm này, tìm kia, nó nhắc vô họng mình, đặng mình chết thì sao? Ngu gì? Nên mình có cái gì là mình phải im điềm, mình kéo màn lại, mình đóng cửa, mình bấm cửa, mình im trong đó. Không cho họ hay. Mình cho họ hay là nó hại mình. Họ thương mà họ hại mình. Vì họ không đủ bản lãnh bình tĩnh. Chỉ có bản thân những Đức là người rất bình tĩnh khi gặp sự cố, vì bệnh hay các cụ gần chết. Những Đức rất bình tĩnh. Ai mà chạy lăng xăng đứng chết chung khác. Ta gần chết chạy lăng xăng đi gắn. Sợ lắm, gặp những Đức sợ không có dám nhào vô tầm bẫy. Nên những Đức nói nè, 1, 2, 3, 4 vô niệm Phật. Rồi mấy bà gác đi ra đi. Sợ đâu có dám. Chứ ai nói được họ, không có ai nói được họ chứ nha. Họ nhào vô, không có ai nói được họ chứ. Đâu có ai có quyền nói họ, có những Đức thôi. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng bản thân mình giải quyết cho người ta, nhưng cuối cùng cuộc đời mình là bản thân mình phải nhờ Phật giải quyết cho mình. Thấy không? Nhớ nha.
bản thân mình là nhờ Phật giải quyết cho mình đó, không có ai giúp được mình bằng Phật đâu. Từ khi là mình gặp một người rất bình tĩnh, một người có công phu, một người có tín nguyện niệm Phật thì đó mới là chắc chắn giúp mình. Còn người bình thường khác không có giúp được mình đâu, càng trở ngại mình thêm, làm cho mình sợ. Nó bữa đó bà Diệu Thành Nhật á gần chết, tim á, hồi đó giờ mười mấy năm bị tim mà nghe mệt thì thở không được. Những đức tưởng nó bình thường, bác bình thường, vừa mới ngồi chơi đó về phòng nghỉ. Những đức về bên kia mấy đứa nó qua báo nó, thầy ơi cô Diệu Thành thấy cô mệt, nói à, chắc bà bị cảm mà bệnh hay gì mà. Mà thôi về coi lo cho bà đi. Nó chạy về, nó tập trung vô, nó lấy chanh nó nặng vô cuốn họng bà, lấy chanh nó quẹt vô con mắt bà, ghê không? Nó thấy kinh chưa? Nó bị thấy không? Bản thân chúng ta mà được cuối cuộc đời nhờ họ hả? Nó thấy chưa? Khéo nó hại mình đó quý vị ơi, đừng nói giúp mình. Cả đời chúng ta khôn cả đời, cuối cùng bị con quan gia kế bên hại. Bởi vì bản thân mình mà không gầy dựng, chết chắc bản thân mình chịu. Gầy dựng đi. Nói dòng huệ mạng từ do ta mà làm, bản thân ta là cái quan trọng nhất. Không ai quan trọng bằng chính mình. Nên lúc mình giờ còn khỏe, còn nghe được, còn biết được, tại sao không gầy dựng đi? Đợi tới mình để cho người ta làm chủ cho mình hả? Bản thân mình không gầy dựng từ bây giờ để làm chủ cho mình, đợi người ta làm chủ cho mình hả? Vợ chồng con nó làm chủ cho mình hả? Nó làm chủ cho mình đi xuống tam đồ ác đạo. Đúng không? Nắm chắc câu Phật hiệu. Như cô giáo Lưu Tố Văn á, người ta ở vị trí nào người ta cũng niệm Phật được. Có đưa người ta đi bệnh viện người ta cũng niệm Phật. Như những đức nói cho vị nghe, khi quý vị nó chích một liều thuốc quý vị một cái, vị nằm im gu còn biết gì nữa. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Cái chú 23 tuổi mắc bữa đó thì còn nước còn tát, ở ngoài đời mà, bệnh gì không biết, vớt não lấy ra ngoài hấp. Những đức nói quý vị bị gì, quý vị niệm Phật giáng sanh được không? Nó ghê thiệt. Một đời đi qua, nếu tránh được tam đồ thì cũng may mắn, được niệm Phật gia đình cũng biết tu hồi hướng, chùa cũng niệm Phật hồi hướng 49 ngày, cầu mong cho đừng đọa vào tam đồ ác đạo thôi. Đó. Quý vị coi sự trở ngại lớn như vậy. Nên chúng ta đừng có nói rằng tuổi nào chết, tuổi nào sống. Chết tới bây giờ đi, chứ đừng có nói chuyện dẫn chơi. Đúng không? Có ai ngờ cái chung cư mini ở miền ngoài nửa đêm nó cháy. Có khi họ buổi chiều đó họ còn đi nhậu đi chơi, tối lại cháy. Có ai ngờ như vậy đâu. Có khi hôm qua vừa mới gặp bạn bè, gặp người thân, hôm nay nghe tin chết queo, bị cháy trụ lũi hết chứ. Quý vị coi cuộc đời con người có ai ngờ trước được. Đừng có nói rằng là sự nghiệp gì đang tính lớn lao. Tính thì cứ tính đi, nhưng bất cứ lúc nào chúng ta cũng buông cái tính xuống. Hồi nãy có mấy chú lên phòng, như đức hỏi chú đó một câu. Thí dụ như những đức chuẩn bị tổ chức lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, mà trước đó một ngày Phật A Di Đà ngày đến, ngày nói những đức con đi, rồi xong ngày nói lại câu thôi giờ gì đi, con ở lại một ngày hai ngày gì đó lại Quan Âm xong đi, rồi ta lại ta rước con đi. Những đức hỏi hai chú đó, vì theo hai chú đặt vai trò những đức, hai chú có ở lại không? Hai chú đó nói thôi ở là lại hai ngày Quan Âm xong mới đi. Thì những đức trả lời với hai chú đó, những đức nói gì nè,
Phật xuống rước thì đi liền. Dù cái Phật sự thế gian có lớn cỡ nào, nhưng đi về cực lạc đi, để ở đây có người làm, đúng không? Mình nói Đức Phật A Di Đà, ngài thử cái tính nguyện của mình sao. Ngài kêu mình ở lại lại ông Âm 2 ngày đi, còn ngài xuống ngày rước. Mình lại xong ngày không xuống, rồi kiếm ngài đâu? Cơ hội nắm thì nắm liền đi, để vuột tầm tay, đúng quý vị. Cái tính của người nhà Đức cũng y rang vậy luôn. Khi nhà Đức đã làm được chuyện cho đại chúng rồi, nhà Đức làm tớ luôn. Con người nhà Đức gì á? Những Đức chưa bao giờ nghĩ cái đời thứ hai của những Đức đâu quý vị à. Cái đời thứ nhất đang nắm trong tay, làm được mà không làm, chờ đợi đời thứ hai. Đời thứ hai biết thằng nào làm? Thì nghĩ đi chàng ơi. Cái đời mình là mình là người quyết định, mình là người nhận thức nè, mình là người học Phật, mình có giác ngộ hay không, mình tại sao mình không làm? Đời đời thứ hai gì? Nó giống như cái ông kia mà ông tu nhân tích đức, mà ông nói thằng con trai khi cha chết xong, con đừng có sát sanh hại vật này kia. Chúng ta là người tu khỏi cần dặn dò chỗ đó. Mày muốn làm cái gì đó chuyện của mày làm, còn tao gần ra đi là tao đi về cực lạc. Muốn làm mày làm đi. Nếu như quý vị là người tu nhân tích đức tốt thì 100% quý vị Phật lực gia trì, con quý vị sẽ không bao giờ làm bậy. Không bao giờ làm bậy, sao làm bậy được? Quý vị nói cái tâm tính của phàm phu mà đối với nguyện lực Phật Bồ Tát, nó có cửa làm bậy được không? Nhưng chúng ta trong cái cõi lục đạo luân hồi này, vì sao chúng ta phải bị trở ngại? Dù mình niệm Phật chẳng bị trở ngại, vì chúng ta còn mang thân tứ đại, nên bản thân chúng ta phải chịu sự khảo đảo của nghiệp duyên mà nhiều đời nhiều kiếp ta đã ở cõi này đã từng khảo đảo người khác. Chúng ta phải chịu điều này đó quý vị. Đó. Quý vị biết rằng bây giờ bản thân những đức có khi làm Phật sự bao nhiêu năm nay, những đức kinh nghiệm rõ ràng, giỏi lắm Phật tử đồ này kia đâu, ủng hộ tinh thần tư tưởng đồ nhiều, nhưng để cùng tư tưởng hình tướng này để kết hợp và hỗ trợ nhau thì những đức thấy ít bao giờ có. Vì sao Phật pháp chúng ta không thịnh? Vì cái dạng giống nhau này nó không có nhìn ra. Nếu ai làm được, quý vị nghĩ đi, 10 phương chư Phật đều làm được như Phật A Di Đà, mà vì sao không làm? Vì Phật A Di Đà ngày làm được rồi, 10 phương chư Phật ủng hộ, nên từ nơi đó mới là Phật. Còn phàm phu chúng ta thấy làm được nó muốn nghịch lại, chứ làm sao mà ủng hộ? Không đụng tới là cũng mừng rồi, nhưng mà cũng chờ cơ hội chứ không phải không đụng đâu. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Nhân Đức nói với vị nghe, Phật pháp cũng đa phần dụng tình hành sự, nên đạo pháp nó không có phát triển. Chứ nếu như nhìn thấy làm được mà ủng hộ thì nó đâu phải dụng tình hành sự. Thí dụ như ngày xưa một ông vua là bậc minh quân, minh là sáng suốt, một vị vua sáng suốt. Con của ông sinh ra nhưng ông nhìn con ông là cái thứ bại hoại, ông không truyền ngôi. Nhưng một con người bình thường ông gặp, người này có tư tưởng tố chất của bậc đế quân, người ta rèn luyện một người bên ngoài để rèn luyện ra làm một ông vua kế thừa. Người ta quan trọng là nhìn nhân dân, nhìn để lợi ích cho mọi người, chứ không phải là nói là cha truyền con nói. Nói nhưng mà nó hư, nói làm gì? Vô tay nó thì mắc sao? Nên người ta mới là anh minh sáng suốt. Nên chúng ta quý vị à, dù không có thân thiết gì với nhau, nhưng ai làm được cho mọi người mình mừng. Mình mừng vì người ta làm được những việc lợi ích cho mọi người. Bản thân chúng ta không có làm, nhưng mà có ké vài câu vô khen chúc mừng họ cũng có phước, đúng không? Chúc mừng họ cũng có phước. Nó, thí dụ như bao nhiêu năm nay khiếm thị, chương trình chùa mình thì nổi bật là những đứa không có quan trọng gì quá, nhưng mà nói cho vị nghe để vị nhận thức trong cõi đời này, khiếm thị bao nhiêu năm nay đó là công tác xã hội đó quý vị.
xã hội đó. Mà bao nhiêu năm nay đó quý vị, mà đi đến mức cực điểm này, quý vị thấy không đơn giản. Mà người dân nghèo, người mù, người què, nghĩ rằng gần Tết rồi, có những người hôm qua gia đình người ta đi 5-6 người, một người 7-800 ngàn, 5-6 người cũng kiếm được số tiền gì ăn Tết. Nó nghĩ cho người ta vậy, tập trung về 7-8 ngàn người. Thì quý vị coi, một chương trình đó, tại sao quý vị có cơ hội, tại sao không đưa vài tấm hình lên để viết thêm vài chữ nữa? Cái chương trình đó tại sao quý vị không viết lên vài chữ? Thì quý vị có phước quá, đúng không quý vị? Quý vị nhìn đi. Nhưng mà một chương trình tình thương mến thương của họ, dù có chút ẻn đi chăng nữa cũng bung bung lên nữa. Thì quý vị biết rằng dụng tình để hành sự, nên đạo pháp nó đâu có phát triển quý vị. Chứ nếu như mà có người nhìn ra thì tức khắc mình làm gì làm chi? Một cái nơi làm được gì, bản thân chúng ta khen lên để làm chi? Cho nhiều nơi làm theo, nhiều nơi học làm theo, để cho người nhiều người khổ được nhờ. Thì quý vị biết đạo pháp nó tốt cỡ nào chưa, nó đặc biệt cỡ nào. Vậy đó, mà nếu như mà thử khiếm thị mà có bà già nào bị xe đụng chết đi, là tức khắc quý vị sẽ thấy hình ảnh cho quý vị thấy. Nó, chùa đó vậy đó, tổ chức vậy đó bị chết queo. Nhưng mà bao nhiêu năm tổ chức vậy đó mà có ai thấy rằng cái việc làm đó để làm cho nhiều người học theo như vậy để giúp cho người ta không? Thấy không? Quý vị ơi, những đức nhận thức điều này để cho quý vị hãy về cực lạc đi. Nên những đức đã từng giảng bài giảng: chán ta bà nhưng không bỏ ta bà. Vì mình phải có một cái áo giáp của Phật A Di Đà bao phủ thì mình mới chơi với ta bà này được. Nên cái câu nãy như Đức nói mặt chai mài đá là chiếc áo giáp đó, chứ không phải mặt chai mài đá bình thường đâu. Mặt chai mài đá trong cõi đời này quý vị mới làm được Phật sự. Còn nếu như quý vị lo trước lo sau, cả đời quý vị tu cũng không làm được gì. Thật sự, một ngôi chùa chúng ta có giữ được vào tay một thằng đệ tử bại hoại thì cũng bằng không một ngôi chùa mình xây lên. Thà để một thằng đệ tử làm được chuyện trong cuộc đời mình ý nghĩa, qua đời sau mặc kệ nó, không quan tâm tới, còn ý nghĩa hơn. Những đức là người dám làm đó quý vị, dám làm những việc người ta khác không dám làm. Vì sao những đức dám làm? Cái mạng những đức còn nhẹ như lông hồng, những cái chuyện khác ăn thua gì, đúng không? Đó. Nhưng mà trong cuộc đời này vị tránh khỏi không? Sớm muộn rồi vị sẽ coi này, có tránh khỏi mới sợ. Một người làm, một người đi nhìn. Một người làm, một người đi nhìn. Nhìn mà không được thì đi tìm cách. Quý vị tránh khỏi không? Chờ cơ hội đó đi. Chờ cơ hội đó làm chi biết không? Nghỉ làm khỏe. Quá khỏe. Nhưng bạn nhớ, bạn chặn cái lợi ích của người ta. Nếu như bạn nghe lời tôi mà bạn nhớ kỹ, tôi tin chắc là bạn xuống tam đồ ác đạo, bạn vẫn không nhớ được lời này đâu. Nếu bạn nhớ lời này thì chắc chắn bạn sẽ thoát đó. Nhưng bạn không nhớ, vì nó đánh bạn te tua, bạn còn đầu óc đâu mà nghĩ đến cái lời của tôi nói ngày hôm nay. Người xưa người ta rất là khôn quý vị. Một người mà làm việc được lợi ích cho người ta, đương thời người đó người ta sẽ không hại. Cái đó là cái mối thù giết cha giết mẹ đó. Nhưng mà chừng nào người đó nghĩ làm việc lợi ích cho người ta mới lợi, người ta xử lý. Không có kết quán với nhiều người quá, đúng không? Còn bây giờ bạn nói giờ tao đâu có kết quán, nhưng mà tao tìm cách để tao chọt mày mắc tiếng để tao xử mày. Thì tâm bạn quá ác, vì người ta đang làm việc lợi ích cho mọi người. Bạn phải để cho người ta làm, khi nó qua cái thời nó thì tự nó nghĩ. Nhưng mà lợi cho người ta bạn đi mong nghĩ làm chi? Bạn mong cho người khác kế thừa để chúng sanh được lợi ích. Cái điều nó mới đặc biệt chứ quý vị. Thấy không? Những đức nói chuyện Phật pháp bây giờ quý vị nhớ là trung đạo hết.
chúng ta là nhắc nhau trong cái cõi ô trượt này quý vị. Ô trượt là ô nhiễm á, thấy không? Cõi quá ô nhiễm. Nó nên chúng ta được ngày hôm nay được ngồi đây được nhắc nhở cái gì, sống trong cái cõi mà gọi là vô thường này mà còn không biết nhận thức cái cuộc sống bình thường này để cố gắng, thì chúng ta đúng là để lún vào một đời quá uổng phí. Nhưng Đức nói cho quý vị nghe, có nhiều người giàu, cực kỳ giàu, doanh nghiệp lớn, cực kỳ lớn, ấp cái mắt tiêu. Giàu thiệt giàu, nhưng cái tư tưởng của họ, họ cũng tốt đó quý vị. Họ nghĩ rằng họ làm một số việc gì, họ để lại những tư tưởng gì, những cái máy móc gì, cũng họ cũng nghĩ ghê lắm đó quý vị. Nhưng thật sự với quý vị, Thái tử Tất Đạt Đa ngày thông minh, cực kỳ thông minh, còn gấp ngàn lần quý vị nữa. Nếu như mà Ngài nghĩ như quý vị thì Ngài đã làm vua chuyển lưng thánh vương rồi, để giải quyết cái quốc gia của Ngài và giải quyết luôn toàn tất cả những cái đất nước khác. Chuyển lưng thánh vương là gì? Là một vị chủ của các nước trên thế giới, có khả năng làm vua đến mức vị đó quý vị. Vậy mà Ngài chọn con đường đi tu là vì nghĩ như sao? Vì Ngài biết được chỉ có cái giáo pháp, chỉ có cái giáo pháp mới giúp cho con người ta cởi mở tâm tư. Chứ nó không phải một cái gì để lại, mà nó có thể đó là một cái lý tưởng mà mãi mãi không có. Người ta sẽ sớm quên mình à. Chỉ có đúng cái giáo pháp giải thoát, nó thật sự nó truyền hoài. Như nhiều vị tổ sư tuy chết rồi nhưng vẫn để lại một quyển sách, một tư tưởng, thì thấy nó truyền tải hoài, truyền tải hoài, truyền tải hoài. Cái này là rất quan trọng đó quý vị. Nên chúng ta là cư sĩ nghe đạo quý vị ơi. Trong cái thời cuộc này quý vị ít đi tìm được ở đâu mà giảng dạy cho quý vị nghe mà. Vì giải thoát lắm. Thật sự mà nói đồng tiền biết bao nhiêu mà đủ quý vị. Thì có nhiều xài nhiều, có ít xài ít thôi, chứ bao nhiêu mà bây giờ đủ bây giờ. Nó thì quý vị biết rằng những Đức đi tu, những Đức thấy rõ ràng là chăng thật làm việc cho chúng sanh thì bản thân những Đức thì thật sự không có thiếu. Làm cái gì thì khả năng mình làm, mình cứ cố gắng mình làm, không có thiếu quý vị. Nhưng mà nhớ kỹ, chúng ta đừng nên gọi là cái tiếng làm việc cho chúng sanh mà chúng ta bất chấp. Không có, bậy quá. Đủ duyên mình làm thôi, bất chấp làm chi. Nên chùa của mình là tuyệt đối, nó không có cái chuyện, nó làm cái chuyện lạ lạ trong Phật pháp. Hôm qua gặp một cặp vợ chồng bên Mỹ về, gặp những Đức, họ nghe mình giảng, họ quý, nó cởi mở tâm tư cho người ta cảm ơn dữ lắm quý vị ơi. Họ gặp mình, họ thấy, họ nhìn mình, mắt họ rưng rưng nước mắt, họ cảm động, họ gặp mình nó mừng á. Ngày xong một chút họ gặp riêng Đức, họ nói thầy, thầy cho con lại thầy ba lại. Nhưng Đức hỏi lại làm chi à? Lại làm chi à? Mình hỏi nhẹ nhàng, hỏi lại làm chi à? Vì con quá cảm ơn thầy, mỗi ngày nghe pháp thầy con vui quá, cảm ơn thầy, xin lại thầy ba lại. Nó không có được lợi ích gì. Bây giờ mình quỳ mình lại một kẻ phàm tăng thì giống như thế gian chúng ta gặp nhau bắt tay nhau xã giao, chứ nó được lợi ích gì đâu. Mà không khéo nó còn làm cho kẻ phàm tăng này tăng thêm kiêu ngạo ngã mạn. Không phải là giúp mà nó là hại. Lại chi? Xong hai chồng nói thầy, thầy vậy thầy vỗ đầu con một cái. Như Đức hỏi vỗ đầu chi à? Cái tay vừa đi vệ sinh rửa chưa sạch, vỗ bậy bạ nó dính miếng phân trên đầu. Nghiệp không tiêu mà dính phân trên đầu. Hiểu chưa? Đó là những Đức nói bản thân những Đức thôi. Còn ai muốn làm gì đó chuyện của quý vị. Học Phật nên học sáng suốt một chút. Nếu quý trọng người ta thì những gì người ta dạy hiểu đi, cố gắng niệm Phật đi. Còn nếu như chụp bôi hình đổi nhau chơi, lâu lâu gặp nhìn cái để khuyên niệm Phật thì cũng có thể, không có gì. Lại và vỗ đầu và vuốt cái làm gì à?
phải chỉ vuốt mà tiêu nghiệp thì Phật từ bi còn hơn mình, Ngài đi vuốt chúng sanh, không có đợi tới đời mình làm việc này đâu. Nhưng mà tại sao có những người làm gì? Vì nhân duyên người ta làm gì để người ta khuyến vị niệm Phật thì đúng. Hiểu không? Còn nói rằng mà vuốt và tiêu nghiệp thì việc này không có đúng, đừng có làm việc này. Khi người ta làm cái này là cũng có những con người mà nó cũng không phải giải thoát gì đâu. Nhưng mà trong cái việc đã không giải thoát gì thì gieo một chút tình cảm thôi. Còn nếu như thật sự quý vị là người giải thoát thì nói rõ cho quý vị nghe đó, việc này nó đâu phải giải thoát. Phật pháp thì tùy duyên căn tính chúng sanh mà hóa độ. Nên đừng có đưa đầu đưa dai dỗ vuốt chi. Vuốt từ từ nó vuốt tùm lum. Vuốt quen tật mà. Là bao nhiêu năm nay vuốt quá trời, đời đời kiếp kiếp đã vuốt rồi. Bây giờ còn đưa cho vuốt đang khở mầm móng. Hiểu không? Người ta đã tạm dừng vuốt thì phải để cho người ta yên đi. Còn đưa cho vuốt để mà nó nhớ lại những thời xa xưa. Mấy bà thấy ở ngoài đời không? Vợ chồng nó vuốt nhau mà nó sình bụng trình bình. Tiêu nghiệp mà nó ẩn thành cái bụng. Vuốt kiểu đó mà mấy bà còn kêu vuốt. Nghiệp nó không tiêu mà nó tồn thành độc dược. Thôi cái môn này đừng có chơi. Nghe không? Cho nó yên. Nghe không? Rất là rõ ràng. Cái giáo pháp của Phật dạy nó cực kỳ xác thực trong cuộc đời. Người mà tiếp nhận cái giáo pháp của Phật thì vô cùng an lạc tự tại, cực kỳ tự tại luôn. Bản thân những đứa càng học Phật càng vui. Vì thấy buổi giảng nào cũng đa phần vui nhiều. Là cái cảm giác từ tâm mình nó thoải mái. Mấy ngàn con người người ta lo mà người ta còn vui vậy. Không chỉ nhà mình có 2-3 người lo gì cho nó mệt. Có cái ông này, ông là một doanh nghiệp cực kỳ lớn luôn, làm ăn phát đạt dữ lắm. Ông cũng nghe nhà Đức giảng. Thì doanh nghiệp với doanh nghiệp nhau cũng tranh cạnh. Bạn chỉ cần cái gì một cái nó vớt bạn, cái là bạn đứng cửa luôn. Tại bạn phát triển quá, nó vớt bạn đứng lại. Hiểu không? Thì ông bị vớt một phát, doanh nghiệp của ông này bị đứng lại. Ông buồn ghê. Ông đến gặp nhà Đức nói: "Thầy ơi, con lúc này đang buồn. Tại vì cái tâm huyết của con bao nhiêu năm nay, người đi làm cho con tính ra cả ngàn người, giờ nó bị đứng lại hết. Thấy trong lòng buồn ghê. Bao nhiêu tâm huyết mình đổ vào đó." Nhân Đức nói rằng: "Anh có nghe Nhân Đức giảng nhiều không?" Ông nói: "Con bận, con nghe thầy mà nghe ít lắm." Nhân Đức nói: "Chỉ cần nghe một bài mà hiểu thôi thì chú cũng giải quyết được vấn đề này." Nhân Đức nói rằng: "Khổ làm chi vậy? Người ta giúp cho mình khỏi làm việc nữa là khỏe." Gia đình chú mấy người? 2 vợ chồng, 2 đứa con. Nhân Đức hỏi: "Chú bây giờ doanh nghiệp nó đứng lại hết, tài sản chú hiện tại có và chú vẫn còn nợ đúng không? Tài sản rất lớn nhưng nợ cũng có. Nhân Đức hỏi bây giờ tài sản này chú bán đi, chú trả nợ còn dư không?" Ông nói: "Cái chuyện này thì khỏi cần lo thầy. Cái tài sản của con thì khỏi cần phải lo tới. Nó nghĩa là bán xong một số nợ trả là vẫn còn dư của cải cực kỳ nhiều. Ăn có thể 3 đời cũng không hết." Nhân Đức nói: "Tính đơn giản thôi, khỏi cần làm gì chứ, để dành ăn thôi, cũng sướng." Ba đời ăn không hết mà đi làm chi? Vậy làm cho đời thứ tư hả? Đố mà 3 đời, đừng nói chuyện dẫn chứ. Một đời mình vừa chết thôi, trong gia đạo mình nó phá sạch rồi, chứ đừng có nói đời thứ tư. Người mà khôn ngoan
thì tự đem của cải phước báo bỏ vào mạng. Người này cực kỳ khôn ngoan luôn. Có nhiều người nói thầy ơi, cuộc sống phải có lý tưởng gì? Lý tưởng là những cái chúng ta đang làm được kìa. Còn đã là không làm được, thà nghỉ ngơ đi du sơn quạn thủy còn ngon hơn. Nói thiệt á, quá tự tại. Vậy bao nhiêu người làm công cho mình sao? Họ sẽ có khả năng sinh tồn của bản thân họ. Chúng ta cứ làm tặng đáy lòng của mình. Còn cái người nào chặn mình lại thì người đó với họ cũng cộng nghiệp với nhau hết. Ta cũng cộng nghiệp, nhưng ta thoát nghiệp là ngay chỗ nào? Vì bản thân chúng ta không bị nó chói buộc làm mình khổ đau. Nên từ nơi đó Phật Pháp đã giải quyết vấn đề cho mình rồi. Tiền của ba đời ăn không hết đi làm chi? Người khôn ngoan trong cuộc đời này khi đi tu thì như bản thân vẫn đức thì vì cứ làm đi. Thật sự quý vị luôn. Tại vì sao? Tôi không dính vô cái mạng khác. Còn nếu quý vị đi học, người mà trí tuệ thật sự trong thời cuộc này thì đừng dính vô. Tại vì sao? Thời cuộc không phải để cho mình tự tại trong những cái mà gọi là công danh. Người khôn nhất là sống những ngày tháng tự tại, sống đơn giản nhưng mà là vui. Chứ đâu có dính vô gì đâu. Ở đây là chùa Hòa Thượng Nhân Đức làm việc cho Tam Bảo thôi, thấy không? Nên tất cả những gì Nhân Đức làm được là làm được là làm. Nó tiện lợi vô cùng, thì cứ vậy mà làm, quá tiện rồi. Nên Nhân Đức nói rằng một năm Nhân Đức làm 100 năm của người ta có khi cũng chưa làm được gì. Năm xưa khi Khổng Tử đến gặp Lão Tử, Lão Tử nói một câu: thời cuộc này mà ông đi vòng vo tam quốc làm chi vậy? Lão Tử nói Khổng Tử: thời cuộc này ông đi vòng vo tam quốc làm chi? Khổng Tử hỏi Lão Tử: vì sao không đi ngài? Cái thời điểm này không phải là thời điểm có bậc anh minh. Ông đi tìm cũng bằng không. Khổng Tử nói: để cố gắng đi tìm có vị nào anh minh không. Đi tới năm 68 tuổi cuối cùng bắt đắc chí qua trở về quê. Giỏi quá mà không có người nhìn ra để dùng được quý vị à. Không có người nhìn ra để dùng được. Bản thân những đức cũng rất may mắn, cũng còn được có cơ hội. Nếu không có cơ hội đó, thôi chúng ta trở về trồng sen, ngửi sen. Chờ Phật A Di Đà đến rước về cực lạc. Quá tự tại. Cuộc đời của người đòi hỏi chi công danh lớn lao quý vị? Danh lợi tiếng tăm nó như một cái phù du ảo ảnh, nay tay mình mai tay người khác. Đồng tiền như một dòng xoay, quý vị có nhìn đi. Bữa nay nó cầm trong tay quý vị, ngày mai nó chạy qua tay người khác. Bản thân chúng ta khi được nó nhào vô tay mình thì mình khôn ngoan, mình luyện vào chỗ nào cho phù hợp để nó quay lại mình nhanh hơn thì quá khôn khéo rồi. Thấy không? Vì cầm giữ nó không thể nào nằm yên cho quý vị được. Vì sao? Khi bị giữ gìn đó thì con quý vị là quan gia, nó đang nhìn, nó tìm mọi cách để nó mở tủ ra nó lấy. Mà lúc này mình mới đau lòng là vì sao mình khôn với bao nhiêu con người thiên hạ, nhưng mà một cái đứa bé mình sinh ra nó lại là ác ôn, nó lại là nhìn của cải mình và lấy của mình, tức không? Nên từ nơi đó bản thân chúng ta khi tiền quay vô tay chúng ta là chúng ta phải tranh thủ cái trí tuệ mình, phải hoạt bát liền, phải liền đúng nơi liền, liền một khoát đi, đừng để người ta giật, liền liền để nó quay chạy một vòng quay lại mình, tiếp tục liền nữa. Đúng không? Tiền đến giống như trò chơi đánh banh vậy. Quý vị thấy có cái môn đánh banh nào mà không đánh liền không? Không có ai mà banh lợ mà đứng nhìn chút mới đánh. Banh mà vừa qua là phải đánh liền, góc độ phải cực kỳ nhạy bén để chọn được mục tiêu để đánh thì mới đúng mục tiêu để thành công. Tiền cũng vậy, đến phải tranh thủ liền đúng chỗ liền, để lâu là có quả tay. Thấy không?
Nên những điều như Đức chia sẻ Phật Pháp cho vị nghe, vị nghe kỹ, vị sẽ thấy cực kỳ xác thực. Xác thực dữ lắm luôn. Phật Pháp học mười mấy năm, học cái gì? Học câu A Di Đà Phật đó. Thật sự quý vị, cái gốc của Phật Pháp là ngay chỗ nào? Giác ngộ. Mà chữ Phật là chữ giác ngộ, đòi hỏi bạn có giác ngộ hay không thôi. Nếu như bạn đem muôn kinh vạn luận bạn bỏ vào tâm bạn, bạn hoàn toàn chỉ suy nghĩ, suy gẫm vì muôn kinh vạn luận, thì cái này thì bạn tức chết đi, bản thân bạn giỏi lắm, đem chủng tử của kinh giáo đem theo đời đời kiếp kiếp là kẻ phù phiếm mà thôi. Bạn nhớ kỹ, nếu như bạn nhận thức được thì Phật Pháp là gì? Dạy của người ta giác ngộ. Bạn sẽ nuôi dưỡng cái tâm giác ngộ này, thì cư sĩ cũng vậy. Bạn có giác ngộ hay không? Ngày xưa chồng quýnh bạn hả họng khóc chửi sùm, bây giờ chồng quýnh bạn, bạn có hả họng khóc như ngày xưa hay không? Bản thân của bạn đã tu học rồi, hãy nhận thức lại. Bây giờ nó quýnh cứ bình thường vậy, hỏi tại sao tao đánh mày, mày không khóc như ngày xưa? Ngày xưa tại tôi ngu quá nên tôi khóc. Bây giờ ông đánh tôi thì ông thích thì ông cứ đánh. Còn cuộc đời con người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi thôi, khóc làm cái gì? Tôi thấy khóc bao nhiêu năm nay cũng không giải quyết được cái gì, hôm nay không cần phải khóc nữa. Đúng không? Vì thấy sợ quá không dám đánh. Thật sự không dám đánh. Thì thấy con người này tâm lực mạnh hơn mình, tâm lực và nguyện lực con người này ghê gớm hơn mình, phải thấy sợ. Nên khi người ta sợ con người mặt chai mày đá lắm, 100% mấy vị người ta rất sợ con người đó. Thêm cái nữa là người ta sợ con người không sợ chết đó quý vị. Không sợ chết, không sợ mất của là người ta sợ nhất con người này. Vì biết rằng là người ta đột mình được là ngay chỗ nào, vì mình còn nhiều cái sợ bị mắc, nên người ta mới đột được. Tôi nói thiệt với quý vị, đến một cái trình độ bản thân tôi sẽ không bao giờ nghĩ bao nhiêu ngàn con người này nữa đâu. Tại vì sao? Tôi sẽ làm hết mình, nhưng ai không thích tôi làm nữa quý vị cứ làm đi. Thì vô cùng tự tại quý vị. Lúc trước tôi còn có cái nghĩ tội nghiệp họ, bây giờ tôi nghĩ tôi đã truyền trao tư tưởng cho họ hết thì bản thân họ cứ mà sống cho thật là tốt. Ai giúp chúng ta bằng chúng ta giúp chúng ta, đúng không? Chúng ta phải mở ra sợi dây chói buộc đó luôn thì bản thân mình cực kỳ tự tại, rất là khỏe. Sống trong cái cõi đời này mà bạn còn cái bám thì chức định bạn bị xử lý, nên chúng ta thoát ra đi. Nên quý vị biết rằng, nên tại sao càng học Phật những đức thấy càng vui, là vì những đức đã hiểu cái nguyên lý của nó. Mình hiểu cái nguyên lý của nó hết rồi, nên bản thân của mình trong mấy chục năm ở cõi đời này, quý vị cố gắng sống cho thật là tốt, sống cho thật là vui. Vì sao? Vì mình có mục tiêu giải thoát rồi, tại sao mình không sống cho tốt, cho vui quý vị hả? Đi tìm người khác cho mình niềm vui à. May mắn thay gặp được một người truyền cho mình năng lượng, nhưng mà mình tích tụ năng lượng để duy trì kìa. Không ai mà đi nạp hoài cho mình. Đến một ngày nào người ta không nạp cho mình hụt hẳn hả? Mỗi ngày người ta nạp cho mình không chịu tích tụ, để mình dùng phương pháp năng lượng để tự mình khai thác năng lượng của bản thân. Mình đi chờ người ta nạp năng lượng cho mình, để một ngày nào người ta không nạp nữa để chúng ta hụt hẳn hả? Tự mình suy nghĩ, đúng không? Nên Đức Phật nói cho chúng ta nghe, tự đúc đúc mà đi. Ý Ngài nói chúng ta là hãy tự nạp năng lượng cho mình đi. Cái giáo pháp Đức Phật cực kỳ hay, hay lắm quý vị. Nó không có một chút gì gọi là mờ ám, nó cũng không có cái gì gọi là mê tín. Tùy vào sở học của mỗi một con người, bạn muốn mê cỡ nào cũng được, bạn muốn giác cỡ nào cũng được, tùy bạn thôi. Nên từ nơi đó cái giáo pháp của Phật vô cùng tự tại. Nó không phải như một số tôn giáo. Một số tôn giáo còn buộc ràng, nói mà tín đồ người ta đi đâu thôi bản thân người ta đã không chấp nhận rồi. Quý vị, còn Phật giáo vô cùng tự tại. Phải nói rõ ra, Phật giáo là tự giác. Nghe không? Tự giác rồi giác tha. Nó, còn mình không giác thì đi tha. Hiểu không? Vậy thôi ráng chịu.
Phật giáo dạy tự giác giác tha, còn chúng ta không giác thì đi tha. À, nên từ nơi đó mà. Còn nhiều tôn giáo thì nói rằng là tin ta, ta cứu. Còn Phật giáo thì như thế nào? Cũng tin ta, mà tin vào lời dạy của ta rồi làm theo lời dạy của ta thì tự mi cứu mi, đúng không? Pháp niệm Phật dễ nhất, nhưng bản thân chúng ta cũng phải có tín nguyện niệm Phật. Đức Phật nói rằng niệm danh hiệu ta, ta cứu. Niệm danh hiệu ta cứu là vì sao? Niệm danh hiệu ta là tự lực, ta cứu là tha lực. Vì đó là cái nguyện tiếp giảng. Mình niệm danh hiệu của Ngài, Ngài cứu. Mà bạn khi cặn tử nghiệp thăng tứ đại rã rờ, bạn niệm được câu Phật hiệu không? Này là cái quan trọng nè. Bạn bình thường đi dễ rồi, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Phật, quá dễ rồi. Nhưng mà cặn tử nghiệp bao nhiêu thứ loại nè, nó quay về với bạn, mà trong cái hàng ngày bạn đang tích tụ nó nè. Bạn dạy là bạn không biết xả nó bớt đi trong cái lúc bạn còn tỉnh táo. Cái túi của bạn quá nhiều thứ, bạn cứ đem bạn bỏ vô thêm cơ mà. Để khi cuối cuộc đời cặn tử nghiệp thì cái túi này nổ tung ra. Mà cái túi nó nổ tung ra thì quá nhiều thể loại bạn đã tích tụ, nó văng ra. Bạn thứ nào bạn cũng mong muốn bạn phải giữ lại. Cuối cùng câu Phật hiệu bạn để ở đâu để niệm được đây? Phật A Di Đà Ngài nói rằng niệm danh hiệu ta, ta cứu. Mà bạn niệm được hay không, hay nhiều thể loại, bạn chọn thể loại nào? Trong lục đạo luân hồi thập pháp giới bạn chọn ở đâu? Thường tam đồ ác đạo là bạn chọn mạnh nhất. Vì tham sân si là bạn bị nó câu thúc mạnh quá, bạn bỏ vào cái túi của bạn quá nhiều thứ tham sân si. Bạn nói rằng chờ cái cuối cuộc đời bạn niệm có Phật hiệu thì Phật cứu. Tuy là một cái việc đơn giản là niệm danh hiệu ta, ta cứu. Cái đám số là câu ai với Đạo Phật là chúng ta đã đậu rồi. Nhưng mà bạn có thể viết vào cái đáp số này câu ai với Đạo Phật hay không? Cái này là nan giải, rất nhiều người đã không viết được đấy. Bây giờ bạn còn lang thang nhiều thứ quá, trong khi bổ nguyện Di Đà là câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc. Mà bạn mỗi ngày bạn cứ viết vào cái đáp án đi, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, hoặc Nam Mô với Đạo Phật, bạn cứ viết hoài đi. Bạn viết cho đến khi cặn tử nghiệp thì toàn cái túi của bạn là câu ai với Đạo Phật. Sao bạn không làm điều đó? Bây giờ bạn còn đi tìm nhiều thể loại quá mà. Bạn muốn học cái này, bạn muốn học cái kia, bạn muốn học cái nọ, học không có sai. Nhưng mà bây giờ cái trí chúng ta chưa thật sự giác ngộ. Nếu chúng ta nạp vào nhiều thứ nữa thì nó thành thể loại tạp. Tốt là tốt nhưng không biết điểm nào chuẩn tốt. Nên chúng ta mới chuẩn câu ai với Đà Phật. Để khi chuẩn ngay câu ai với Đà Phật, chúng ta sanh về cực lạc. Chúng ta mới thật sự giác ngộ tâm. Lúc đó bạn muốn học cái gì nó cũng thành chuẩn cả. Hãy chờ cơ hội đó đi mà học. Những đoạn này những Đức cũng giảng lại lời Hòa Thượng Tịnh Không, nhưng những Đức giảng rất là rộng, rất là rõ ràng cho vị nghe. Không? Vậy thì vị tu tịnh độ vì bám chắc câu Phật hiệu liền, đã biết đáp số, đáp số là câu Phật hiệu giảng sanh. Khi cuối cuộc đời hộ niệm là câu Phật hiệu, quý vị thấy rõ ràng không? Hộ niệm đa phần là câu Phật hiệu. Chứ có ai đi trì chú đẩy bi hộ niệm không? Có ai trì chú giảng sanh hộ niệm không? Chưa từng thấy cái việc này. Đa phần hộ niệm là phải là câu Phật hiệu. Còn những thứ kia là chúng ta là hỗ trợ, là một số nơi. Còn nếu như thật sự thì người ta là cặn tử nghiệp thì chỉ có một câu Phật hiệu. Quý vị niệm Phật hộ niệm để làm gì? Vì quý vị mong cho cái người nằm đây họ có thể tiếp nhận được câu Phật hiệu mà quý vị hộ niệm người ta, đúng không? Để mong người ta niệm được câu Phật hiệu để mà người ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Đó là quý vị đang nhắc nhở người ta, người ta đang ngủ quên. Vì niệm A Di Đà Phật, quý vị lực hiệu người ta niệm A Di Đà Phật, để quý vị giúp người ta tỉnh, tỉnh đi bạn. Tỉnh để niệm Phật đi bạn. Niệm Phật là mình đang giúp người ta tỉnh đi để niệm Phật đi. Tỉnh đó quý vị à. Nghe không? Nên cái người đi vòng do tâm quắc bao nhiêu năm nay cùng thợ Nhẫn Đức, cuối cùng được gì đâu. Trong khi lăn cù mèo của Nhẫn Đức, siêu cầu que Nhẫn Đức, bám chắc câu Phật hiệu. Tôi biết điểm bám, tôi hơn người chỉ đúng một chỗ là gì? Tôi biết chỗ nào tôi cần bám, biết chỗ nào nên cần bám. Năm xưa Nhẫn Đức đi xuống đây,
Nếu con người như Đức phân vân thì làm gì như Đức được ngày hôm nay? Ngày xưa tôi đi xuống đây tôi đặt ra, bây giờ mình trên kia 5 năm, thầy đưa mình xuống đây. Giờ xuống đây sống với Hòa Thượng là người cạo đầu cho mình, thầy là người dạy cho mình. Mà giờ thầy đưa mình đi xuống đây, không thể nào phò hai vua một lúc được, khó xử quá. Bỏ một bên thì bị người ta nói, vì mình phải chọn thì sao đây? Lúc đó Những Đức mới nói Những Đức rằng, mày bị người ta nói nhất thờ mà mày có tương lai. Tại vì sao? Tại vì mày đã ra khỏi tầm tay người ta, mày đã vào tầm tay người khác, thì mày phải biết chăn quý cái đôi tay người khác. Ăn cây nào thì gào cây nấy con. Buông một bên. Vì cái nguyên lý Những Đức vẫn hiểu, không có ai chấp nhận mình mà sống với người ta mà nghĩ với người khác. Không có người chồng người vợ nào mà chấp nhận vợ của mình sống trong tầm tay mình mà nhớ người yêu cũ hết. Thì công nhận không? Không ai chấp nhận điều này hết quý vị à. Người ta muốn giao phó cho quý vị thì quý vị phải chứng tỏ đi. Chứng tỏ quý vị toàn tâm toàn ý với người ta đi. Người ta nói chọn mặt gỡ vàng, người ta nói chọn mặt gỡ chùa. Bây giờ nói thiệt quý vị nghe, một cơ ngơ tạo đồ sộ gì đâu phải dễ dàng đưa đãi đứa càng. Phải rèn luyện bao nhiêu thử thách. Coi thằng này nó có tham lam không? Coi thằng này gần con gái nó có mê không? Nó có bị con gái lôi kéo không? Rồi mới gieo sàn sẻ nó ở trong danh lợi. Coi coi nó trong danh lợi nó có thoát được không? Rồi lúc đó mới gieo. Nó cũng không có dễ, đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà quý vị biết, nếu mà không có cái góc độ của 10 năm về trước, làm gì 10 năm về sau này có người ngồi gì giảng pháp cho quý vị nghe. Thật sự thì cô không biết học từ ai luôn. Nói thiệt luôn. Tại vì sao? Đi vô chùa 5 năm thì nhờ là cơ hội là đẩy cho làm, mà gặp thằng liều mạng mặt chai mài đá với mình làm luôn. Không biết quản chúng chùa là gì luôn, nói thiệt quý vị luôn á. Thì sống ngoài đời thì làm trưởng bếp thì cũng la gậy một số người dưới tay. Trong bia trong cái quán ăn đó 50 người thì cũng làm ship. Thì làm ship ngoài đời đụng cái tát vô mặt mà vô vậy. Ngoài đời mà quý vị dữ dằn chứ. Tôi cuối cùng đi vô trong chùa, thầy em đi giảng pháp nói quản chúng đi con. Quản chúng. Quản chúng sao trời. Nhào vô làm luôn. Ờ à, được cho con làm á nghe. Bà nào giữ giữ xử bà đó. Thì kinh khủng không? Bằng tấm lòng làm chân thật. Làm bị chữ, bị nói này nói kia. Mỗi lần bị chữ là mỗi lần kinh nghiệm. Cứ học từ 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 từ. Còn nghề dạy nghề năm mấy quản chúng luôn. Ngon lành. Nghề dạy nghề. Lâu lâu có một hai cái không hiểu thì thầy chỉ điểm một cái, lâu lâu chỉ một cái. Cứ lâu lâu chỉ một cái. Những Đức nói thiệt với quý vị nghe, Những Đức niệm Phật đó nghe quý vị, 16 năm giờ Những Đức chưa bao giờ đi hỏi ai một lần nào niệm Phật như thế nào. Không biết sao luôn. Những Đức nghĩ gì nè, thì niệm Phật là niệm Phật thôi, niệm Phật sao? Vì sao quý vị biết vì sao Những Đức không hỏi không? Vì Những Đức không có nghi. Những Đức không có nghi niệm Phật là cái gì hết chứ. Những Đức cứ niệm Phật à. Sau này Những Đức coi qua sách vở, Những Đức có thấy ô thì ra niệm Phật là niệm Phật. Vì câu Phật hiệu này chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tục cùng. Nếu quý vị niệm Phật thì thâm nhập thôi, thì tự nhiên trong lúc niệm Phật sẽ hiểu ra thôi. Ai giải thích cho quý vị nghe bây giờ? Vì cái cảm giác vì niệm Phật bao nhiêu cảm giác gì thì quý vị sanh ra thì tự quý vị cảm nhận đi. Tại vì quý vị có cảm giác đó chứ đâu phải người ta cảm giác của quý vị. Bây giờ quý vị đang ăn miếng bánh ngọt thì cái cảm giác là quý vị ăn miếng bánh ngọt. Chứ làm sao quý vị hỏi người ta là miếng bánh ngọt này ăn cảm giác làm sao? Dù người ta có làm ra cái bánh ngọt đi chăng nhưng cái cảm giác đó là của người ta.
chứ không phải là củ quý vị đang ăn cái bánh ngọt. Hiểu không? Nó phát sinh cảm giác là mình nếm hương vị. Mà cái nếm hương vị và đạt đến hương vị là bản thân mỗi người chúng ta, chứ không phải đi hỏi người khác cảm giác nó như thế nào. Hiểu không? Dù người ta có nói cảm giác cũng là nói cảm giác của người ta. Nên những đức từng cô động một câu của tổ sư: đọc sách người xưa xem căn tính mình. Đúng không? Nếu không nhận thức được chỗ này thì quý vị kể như đọc sách người xưa bị chấp pháp chết mồ luôn. Cưng ngắt, không dạy được ai. Đưa ra thì lão quắc lão quơ, không gần gũi ai hết chứ. Nên chúng ta đọc sách người xưa là để nhận thức tư tưởng. Khi nhận thức tư tưởng, chúng ta phải nhìn nhận xã hội nhân sinh. Con người đang cần cái gì, họ như thế nào để đem đưa cho họ. Như vậy thì quý vị rất là thành đạt như cuộc đời. Quý vị hãy quan sát đi, con người ta đang cần cái gì để mình mở ra cái công ty để đáp ứng. Không có một cái nhà kỹ sư nào mà không đi tham khảo. Ngày xưa người ta muốn tạo một cái máy cài để cài đắt, thì người ta thấy rằng nhà nông cực khổ, dùng hai con trâu kéo cài lâu quá mới cài được công đắc. Cuối cùng những cái người mà người ta muốn chế tạo chiếc máy cài, người ta phải đi coi tham khảo kỹ hết, quyết định chế tạo ra chiếc máy cài. Đúng không? Kỹ sư mà ngồi có một chỗ một mà chế tạo tầm bậy tầm bạ bắt người ta dùng, cuối cùng ai dùng của quý vị? Nên bản thân mỗi người chúng ta, quý vị ơi, học Phật, tiếp nhận Phật pháp, nghe giáo dục, nhưng phải xem vào cái gia đình của mình và xem vào cái nơi mình ở và xem vào cái con người dân cư nơi đó làm sao để mình áp dụng làm sao mà được mình để được người. Nếu như quý vị có khả năng này thì quý vị đi đâu cũng không sợ. Vì sao? Vì nó quá thoải mái, nó quá tự tại, quá đặc biệt. Quý vị thấy không? Phật pháp vì sao Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Chắc chắn thầy Phương Đông Mỹ, thầy Hòa Thượng Tịnh Không đã cảm giác được chỗ này. Nên nói với Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tịnh Không nhào vô Phật pháp liền. Những đức không có ai nghe câu này mà nhào vô. Mà tôi là tôi nhào đại. Căn tính chúng ta mỗi đời mỗi tệ. Thầy Phương Đông Mỹ thì nhận thức được Phật giáo, thầy Hòa Thượng Tịnh Không, triết học gia, ông nói một câu: học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Không biết câu này ông nghe ai nói hay ông cảm thọ được hay không thì tùy ông. Ông là cư sĩ. Nhưng sau này ông dạy Hòa Thượng Tịnh Không, ông nói câu này Hòa Thượng Tịnh Không nói: tôi là người trí thức, thật sự muốn hưởng thụ cái giá trị cao nhất của đời người, nghe thầy nói câu này vậy thì tôi học Phật. Đúng không? Còn tôi thì không nói lý tưởng gì, tại vì tôi học lớp 3 ở lại 9 năm thì tôi không biết nằm cái dạng nào luôn. Nên tôi là tôi nhào vô, tôi nhào đại, tôi nhào vô rồi tôi cảm thọ. Tôi cảm thọ từ từ rồi tôi mới thấy ra, à, học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Công nhận đặc biệt thiệt. Tôi học Phật mười mấy năm không ổn quý vị. Tôi rất là vui, tôi rất là ý nghĩa. Bây giờ tôi chết liền tôi cũng chấp nhận nữa. Tại vì tôi cảm thấy đủ rồi. Thấy được rồi. Thấy không? Nên từ nơi đó tôi cảm thấy là vừa bụng rồi. Tại vì sao? Vì nếu tôi ở ngoài đời thêm 100 năm sau, tôi vẫn là một kẻ vô nghĩa, không có gì đặc biệt. Nên tôi cảm thấy cuộc đời tôi đã được quá may mắn rồi. Tôi cảm thấy tôi rất mừng, tôi thấy tôi đủ lắm rồi. Tôi không đòi hỏi gì nữa chứ. Đúng không? Quý vị thấy những đức rất là tự tại. Có thỉnh Hòa Thượng xây chùa, Hòa Thượng có xây không xây đó là chuyện của Hòa Thượng. Những đức không có một cái gì mà cảm thấy muốn làm mà không làm mà buồn hết chứ. Không có bao giờ sự việc đó đến với những đức. Những đức cũng mong quý vị trong cuộc đời cũng nên như vậy đấy mà sống. Thật sự mà nói, phát tâm để dọa chúng sanh thôi. Vì tâm thằng này lớn quá nên hù người ta sợ, người ta chạy theo. Chứ thật sự thì cái cõi đời này càng phát lớn chừng nào thì càng nhiều phiền phức chừng nấy. Đúng không? Hô hà lên thôi. Vì sao? 2000 người mà không hô, lấy gì để hà? Nhiều người ta hỏi như đức: tại sao mà thầy
thầy làm một số Phật sự đồ này kia, rồi này kia, rồi mà thầy mà nói những Phật sự đó này kia. Như Đức nói, không nói 2.000 người này ngóng mỏ hả? Thì nuôi 2.000 người đi rồi biết. Đâu phải 2.000 người không mà, gần 2.000 người này không đâu mà, nó còn nhiều việc khác để làm. Nên từ nơi đó, thì bây giờ cái việc thiện tốt, bây giờ làm việc tốt xã hội, người khiếm thị lôi ra để làm chi? Đi lo việc trong chùa rồi mà để cho người ta thấy rằng xã hội ông này cũng làm, đúng không? Rồi bây giờ xã hội ông làm rồi, ông lo lớp đạo làm con nữa, lo ra nữa, làm luôn để cho gì? Xã hội nói ông chùa này công nhận được, đúng không? Rồi nuôi bao nhiêu bà già, rồi nói bao nhiêu bà già như vậy để chi? Để thấy gì? Già vô thường. Tất cả cái này giả không mà phải làm. Tại vì sao? Vì bạn đang ở cõi giả, đúng không? Giả mà phải làm cho thật lòng. Vì sao? Vì sống trong cõi giả, mang thân giả, mang thân giả, đang vay mượn cái giả của cõi đời, nên lấy giả trả giả để làm ra thành thật. Bạn nói công đức vô lượng, tôi không biết công đức gì vô lượng. Tại vì sao? Duyên phước gặp nhau trong cuộc đời này, nó vay trả qua lại nhau. Bữa nay người ta đưa mình, ngày mai mình đưa người ta, chơi vậy thôi, trò chơi thôi. Thật sự mà nói, nguyên lý này bạn hiểu được rồi thì làm gì bạn bị phiền não? Bạn nói đó là thật hả? Bạn thật là bị bạn bị phiền não đó. Thật là bị phiền não đó. Bây giờ bạn đi có chồng thì phải đẻ con, đẻ chơi thôi. Chứ sao? Không đẻ không được. Mình đã có chồng, tại vì sao? Bạn có chồng thì bạn sướng, bạn vui sướng, xong bạn phải khổ để đẻ. Cái này là cho bạn nhận thức được sướng và khổ. Bạn phải đẻ, đẻ xong bạn mới nuôi cho cực, bạn tạo ra. Nên bạn phải diễn vai chờ thôi, bạn làm đi, làm cho tốt vai trò của bạn đi. Rồi một ngày nào bạn ra đi thôi, bạn để lại cái gì? Bạn lấy theo cái gì? Thấy không? Hãy nhìn đi. Nên trong cái giả diễn giả, rồi trong cái giả làm giả, cứ làm như vậy. Mà cái gì của bạn thật bạn chọn, bạn hãy cắm cái gốc thật sự bạn nhìn nhận đi. Thì cuộc đời này bạn rất là tự tại. Nếu như bạn hiểu được những điều chia sẻ này thì thật sự bạn học Phật đó là giá trị đó, giá trị hạnh phúc đó. Không, nó cừ lăn, cừ nghiêng, cừ ngã, cừ quá trời cừ, về ta chữ cái nó thấy chưa? Bạn vừa cừ đó, bạn khóc đó, ơi giả mà. Cười thì lúc này người ta kích thích bạn, bạn cười, kích bạn cười. Ngày mai người ta quýnh bạn, bạn khóc. Cái nguyên lý của cõi đời này, cuối cùng bạn nhìn lại cười và khóc. Dạ, đúng không? Quý vị đi đến đây mỗi tuần thứ bảy chủ nhật nghe nhà Đức giảng là gì? Quý vị có cảm thọ. Cảm thọ. Cảm là quý mến, thọ là hưởng niềm vui của cái lời nói, giúp cho quý vị cỡ ra những cái trói buộc tham sân si bớt đi. Là quý vị bị cái cảm thọ này của mỗi tuần, rồi quý vị đi về thì quý vị nhìn thấy cái xã hội, quý vị làm nhiều việc sanh phiền não khó chịu, nhiều người đấu đá hơn thua, quý vị phải cảm thấy nặng nề gì xã hội. Nên quý vị bị cái cảm thọ của mỗi tuần, quý vị phải cố gắng vô đây 100%. Quý vị bị vậy đó, hiểu không? À, nhưng mà thử vô đây nhà Đức chửi vì chừng 2 tuần thôi là tức khắc quý vị sẽ chạy ra khỏi chỗ này. Lúc đó quý vị sẽ hoàn toàn mắc tính tâm với Phật pháp, lao ra trần cảnh sẽ hơn thua đấu đá với chúng sanh. Ghê chưa? Nên cái mà bạn tồn tại nhất là cái bạn nên nhận thức để rồi bạn phát huy, và bạn là người phát huy cái năng lượng từ trường của bạn. Đó là chỗ mà không bị lấy lại. Vì tôi đưa ra là cái của tôi, bạn tiếp nhận mà bạn phải duy trì. Nên bạn phải có một chỗ chứa, mà chỗ chứa này nó không bị rỉ. Còn nếu bạn để nó rỉ, nó chảy đi thì bạn gắng mà chịu. Còn tôi là người đưa ra, tôi đưa bao nhiêu thì tôi cũng không có hao hết. Tại vì càng đưa ra thì càng tích tụ, có gì đâu hết.
Cái bài chia sẻ bữa nay nó có nhiều tư tưởng lắm đó quý vị. Nó có nhiều tư tưởng á. Phật pháp á là nó cũng như là một cái bảng viết ra bao nhiêu dòng chữ. Bạn hãy nhìn vào bao nhiêu dòng chữ đó để bạn biết cái xã hội đang như thế nào thế nào. Nó là một bài học có đáp số để bạn nhìn được từ cuộc đời bạn và nhiều con người đang sống trong cõi đời. Nên tại sao bạn học Phật bạn vui như vậy? Vì bạn nhìn ra từ đời ông bà cha mẹ dài xuống tới đời chúng ta. Còn chúng ta không học Phật thì chúng ta chỉ biết đời chúng ta mà không nhìn ra đời của ông bà cha mẹ mình dài xuống. Đúng không quý vị? Cái mà bị xác thực nhất và tuyệt vời nhất và sâu sắc nhất và trí tuệ nhất là bị nhìn từ từ ông nội với bị dài xuống. Ông nội, ông ngoại chúng ta đa phần bị chết hết rồi. Còn bây giờ cũng ngắt ngay hết rồi. Thấy không? Như bây giờ nè, đời ông nội, ông ngoại, như đức, bà nội, bà ngoại chết hết rồi nè. Thấy không? Đời ba những đức, từ ba những đức nè, ông út những đức cũng chết rồi, sắp hết rồi. Thấy không? Tới đời anh những đức là cũng chết lai rai, đời anh những đức là lan can với đời những đức. Bây giờ chúng ta nhìn được hai đời đã chết đi. Chúng ta hãy sâu sắc, vô cùng cực kỳ sâu sắc. Là chúng ta nhìn hai đời đã chết đi, họ đã cầm theo được gì? Đó. Đời chúng ta học Phật, tiếp tục chết như họ. Tiếp tục chúng ta chết như họ. Rồi chúng ta không được gì hết. Chúng ta học Phật chúng ta phải khác họ. Khác họ chứ. Dù là ông bà cha mẹ chúng ta, nhưng đó là một nhân duyên đến đây để làm ông bà cha mẹ của nhau. Chúng ta không giảng sanh cực lạc, đời sau chúng ta có thể làm ông bà cha mẹ của họ lại đó. Cuộc sống trong lục đạo thì giống như căn nhà sau tầng. Có lúc bạn lên trên nhất, có lúc bạn sẽ xuống dưới nhất. Bữa nay bạn làm cha mẹ, ngày mai bạn làm con cái người ta. Bữa nay bạn có thể làm cha mẹ người ta, mai mốt bạn làm chồng người ta lại đó. Nên chúng ta đang sống trong cõi lục đạo luân hồi này là sống trong cảnh giới gì biết không? Nếu thật sự bạn có thiên nhãn thông, bạn nhìn nhận được sâu sắc những đời quá khứ hiện tại bị lai, thì lúc đó bạn sẽ thấy chúng ta là những kẻ loạn lưng với nhau. Hiểu không? Con người cũng loạn lưng mà con thú vật cũng loạn lưng. Chúng ta là những loài động vật khác chủng tánh. Họ là những loài động vật như con ruồi, con muỗi, con kiến, động vật hạ cấp. Chúng ta cũng loài động vật cao cấp, chủng tính khác nhau, khi nghiệp duyên chiêu cảm khác nhau. Lục đạo luân hồi, quý vị nhớ căn nhà sáu tầng. Cao nhất là chờ Atula người, chúng ta là ba tầng tương đối phong phú cũng được. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, cứ lên xuống lên xuống lên xuống làm hoài trong lục đạo. Thê thảm chứ. Chúng ta bây giờ phải nhận thức, dù cho lo cho gia đình, nhưng hãy xem lại chúng ta đang tạo cái nghiệp duyên gì. Không lẽ chúng ta làm cha mẹ họ rất cực lực, rất nhiệt tình, chúng ta chết đi, chúng ta đi làm chó, đi làm mèo, đi làm con vật, hay là chúng ta chết đi làm loài quỷ đôi, hay là chúng ta chết chúng ta làm chúng sanh trong địa ngục? Không lẽ bây giờ chúng ta làm cha mẹ họ trong đời này rồi, chúng ta vì con chúng ta vì gia đình chúng ta bất chấp mọi tội lỗi để chúng ta đi vào tam đồ ác đạo? Cái việc này quý vị coi chúng ta có xứng đáng làm việc này hay không? Xứng đáng không? Quý vị lúc thương yêu quý vị nói xứng đáng hết. Vì tình thương yêu cha mẹ có thể đọa tam đồ ác đạo cũng được. Đây là chỉ một câu nói của kẻ mê hoặc điên đảo mà nói thôi. Khi quý vị đọa tam đồ ác đạo, quý vị sẽ thấy nó không đơn giản chút nào. Nó kinh khủng lắm. Nói mà trong kinh Địa Tạng phô diễn thôi cũng thấy ớn rồi, chứ đừng nói chi mà chức diện chúng ta chịu trong tam đồ ác đạo. Đúng không? Đã biết là duyên hợp thì gặp duyên hết, thì ra là giả tạm mà thôi. Tại sao bạn không nhận thức sâu sắc? Bạn không nhận thức sâu sắc ở đã là ở trong cái giả, bạn đang chơi với giả. Mà tại sao bạn đi làm thiệt, cái đọa lạc, khổ đau? Nhớ vì lục đạo luân hồi đều là giả, tam đồ ác đạo cũng giả.
Nhưng tam đồ ác đạo nó quá ở trong cái giả lâu. Bạn vô cái đó bạn sẽ thành thật, vì nó quá khổ. Thành thật. Tam đồ ác đạo bạn lặt một cái có thể đến Phật đạo, nhưng bạn lặt nổi không? Vì nó quá nặng, bạn lặt không nổi. Địa Tạng Bồ Tát cực khổ vô cùng ở trong địa ngục, giảng pháp mỗi ngày chỉ cần giác ngộ được một câu có thể sanh lên cõi người lại. Vì sao? Giúp cho họ được siêu thoát. Nhưng quý vị biết Địa Tạng Bồ Tát cực lực phát tâm, Ngài độ chúng sanh, nhưng chúng ta đâu phải là Địa Tạng Bồ Tát. Trong khi Ngài đã thành Phật trong vô lượng kiếp, thì hiện làm Bồ Tát trong địa ngục để độ sanh. Tâm lượng Ngài lớn vậy, phát tâm ra điều đó, nhưng mà cũng độ một số chúng sanh đi lên cõi người, lây quay nó chạy xuống địa ngục. Nên từ nơi đó quý vị coi, cực lực mà làm chạy lên cõi người, xong nó giọt xuống địa ngục lại. Nên Đức Phật A-di-đà Ngài phát tâm, nó đã lên cõi của tôi thì không bao giờ trở lại địa ngục. Mỗi một vị Phật Bồ Tát thị hiện khác nhau. Thật sự mà nói Ngài Địa Tạng, Ngài cũng muốn đẩy vị lên cõi Ta Bà này để vị nghe được tịnh độ. Giống như đưa mấy vị lên được mấy bước để rồi quý vị có cơ may gặp tịnh độ hay không. Hôm nay lên đây á, ngồi đây lên đây ngồi đây nghe ở đây, rồi không làm giờ mai mốt xuống đó chứ. Xuống đó chứ. Giả mà cái gì đâu sợ, đúng không? Thử đi rồi biết. Đừng có đùa với lửa bạn ơi. Đùa với lửa coi chừng lửa đốt mình, nguy hiểm, đúng không? Nên tranh danh đoạt lợi cũng giả, nhưng coi chừng bạn làm thật, bạn làm thiệt. Bạn thấy không? Có một chỗ ngồi mà có khi săn hẳn thiệt. Đừng có nói là tranh danh đoạt lợi giả, có cửa đó đâu. Ta là phàm phu, cái gì chúng ta đã muốn mà chặn lại là săn hẳn nổi lên, từ khi bạn có công phu thật sự. Thấy chưa? Cẩn thận, nguy hiểm lắm. Thấy không? Phải nhận thức cho sâu sắc. Vì thì bạn học Phật tuyệt vời lắm. Thấy không? Nên chúng ta phải nhận thức cho sâu sắc. Nghe thầy giảng hoài, nhưng mà bản thân của chúng ta lãnh nhận được bao nhiêu thì đó là chuyện của mình. Thấy không? Mỗi người chúng ta tiêu khiển Phật Pháp thì nó cũng hay, nhưng nếu muốn đạt được lợi ích của Phật Pháp thì phải hành trì. Phật Pháp không phải là đóng vai hề, đóng vai hài để cho bị cười chơi không đâu. Mà trong cái vui cười nó có cái ẩn ý Phật Pháp nằm bên trong. Hãy nhận thức để lãnh nó, để tiếp nhận, để áp dụng. Vì thì cái đời bị tu kết quả lớn vô cùng, thật sự cái tâm giải thoát. Còn nếu như mà cảm giác rằng là mỗi tuần đến cười chơi thôi, xong rồi bước ra khỏi chánh điện thì trả lại cho ông thầy hết. Vì thì vị đi 100 năm sau, coi chừng chúng ta không biết lọt vào đâu. Tùy quý vị thôi. Nó cùng đường mà khác lối, gán chịu. Tuy hiện tại giống như cùng đường nhưng mà rẽ lối. Phải chi cùng đường mà tiến thẳng mục tiêu thì đặc biệt có sợ bị rẽ nha. Nhớ, mình cùng thời với một người nào đó lợi ích thì bản thân nên trân quý. Khi qua cái thời người đó rồi, coi chừng mình lạc luôn. Nhớ nghe. Nên á, ngày nào những đứa cũng nhắc niệm Phật, đó là cũng là tâm quyết lắm rồi đó. Quá tâm quyết nghe không? Nên lâu lâu những đứa ho một cái cũng làm chạm trái tim quý vị. Thấy không?
vì quý mến quá phải ho vài cái, ọc máu vài cái để làm chi? Để thấy cảm động mà cố gắng. Bây giờ nói cười hoài chưa cố gắng, nên ho ói ra vài giọt máu ra để thấy ông thầy quá nỗ lực mà quý vị có cố gắng hay không. Thấy không? Còn nếu như một ngày nào mà kiểu vẫn không cố gắng thì thôi tôi khỏi ho nữa. Chứ giờ ho mà họ cũng không cố gắng, ho hoài chỉ cho nó mệt chứ. Thôi chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc quý vị ơi. Hẹn gặp ở Cực Lạc là chắc ăn nhất nha quý vị. Về Cực Lạc nha. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thỉnh độ.